Nó lấy lấy vừa vào đây này. Những công tác chuẩn bị để khánh thành con đường Lau Kỉnh. Lấy sỏi ở đây mình tự có luôn, đỡ phải đi đâu. Đấy. Cái này là mình chỉ cần lên đào là nó tự tách ra rồi anh xay nhỉ? Không không cần phải là đi nghiền. Cái này cần nghiền á. Chứ ở bên chỗ nào làm phải là cái đưa bê tông vào. Cái có mấy cái mỏ này thôi. Vâng, chỉ cái mỏ này thôi. Nghĩa là làm cả đường vào lá lùng luôn. Vâng, cả kia hay lá lùng. Đây là của ai hả anh ấy? Đây là của chú này là của đây lão lùng nhưng mà đấy là có hai trụ nhá. Hai trụ. Vâng, thì đây là bên này là một trụ, bên kia một trụ. Nhà chú này là của tổ ấy, tổ của Tống ấy. Tổ. Mỗi chỗ này rồi. Nghĩa là chia nhau mỗi người một nửa cả đôi. Vâng, không. Trước là hai người nhưng mà chỉ bán một nửa chỗ này. Không được. Bên này chưa bán. À. Chiếc bá ở đây là 15 triệu. 15 triệu. Cái này rất là không còn nghiền thì cần đào ra nó cũng vỡ ra hết rồi. Đúng không? À. Cái này nó vẫn gọi là Nhưng mua đồ nhiều thế. Các bạn nhỏ Lau Kỉnh toàn đi bộ thôi. Bỏ anh lúa hay là anh xây mở quán bán hàng đây cho bạn các tụi mình nhỏ đỡ phải đi xa. Bá Hà thì đông như nhà anh thì chỉ bán cho nhà anh thôi. Bá cho ai thôi. Tá. Tới đây thôi. Sama. Cái thòng mù quá chị. Hả? Số để em kia là chứ. Cắm đâu đấy anh lúa? Trên này luôn đi nhỉ? Gần nó nhìn cơ. Vào đây đi nhỉ? Đóng vào đây nhá. Anh nhìn xuống sau. Không làm không đội mũ rồi tôi cho nó đẹp tí nè. Đi một người lên giúp anh xay nó đi. Rồi nhà đội cái mũ này có vẻ giống khủng khẩu đấy. Khủng khẩu. Nhưng mà có đá thì di chuyển ra dưới này. Đi xa quá rồi đấy. Đấy, xếp ra một hàng đẹp nhìn như nhau ấy, nhìn xếp như kiểu không được ấy. Lấy nước xa quá chứ. Hết xi đấy.
Nói chung là làm chắc luôn. Để này này, xách một cân nữa, chứ kiểu gì người ta. Em chơi bữa nay là hơi vất vả đấy, dưới sắc nước nhiều ấy. Để nước ơi thì anh nào rửa tay thì rửa. Cái đấy nó kệ nó đi. Ôi, bỏ ra ngoài chứ. Cái này nó
Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Và hôm nay là một ngày thật sự rất là vui đối với bản thân Tam Giác Mạch, những người làm chương trình, anh em trong team. Và đặc biệt là đối với bà con Láo Kỉnh thì hôm nay là một ngày không thể quên. Và sau hơn 3 tháng ròng rã, vất vả, nắng, mưa, có cả những giấc ngủ không ngon, thì hôm nay anh em mình cũng đã vào đây chuẩn bị để gọi là cắm một cái biển và chính thức bàn giao con đường Láo Kỉnh cho bà con ở trên khu vực này tự quản cũng như là đưa vào sử dụng, với mong ước từ rất là lâu rồi là có một cái lòng đường khoảng 3,5 m và sẽ được lên với trung tâm của khu vực Láo Kỉnh trên kia. Thì hôm nay cũng thành phần cũng không có quá nhiều là ban ngày, thì chỉ có đại diện anh công an viên ở xóm, bởi vì là trong thời gian này thì Covid thì ở đâu cũng vậy thôi. Và đến ngày hôm nay 20 tháng 7 thì sau tất cả những cái sự nỗ lực, bên cạnh sự đồng hành của chị Dương và tất cả các mạnh thường quân khác đã đồng hành với Tam Giác Mạch, thì anh em mình cũng đã cùng nhau cố gắng dùng máy móc, dùng cái những cái công cụ thô sơ nhất, rồi là dùng sức người. Thì mặt đường hiện tại đã được mở rộng 3,5 m trọn vẹn từ đầu đường Lão Lùng này lên với khu vực Láo Kỉnh trên kia. Thì chỉ là đường đất thôi, tuy nhiên thì đây cũng là một cái sự thay đổi, một cái sự khởi đầu cho kinh tế cũng như là sinh hoạt của bà con ở trên khu vực Láo Kỉnh này. Và Tam Giác Mạch không biết nói gì hơn. Trước tiên thì bản thân những người làm chương trình, Tam Giác Mạch chân thành cảm ơn chị Dương cũng như là các mạnh thường quân khác đã đồng hành với Tam Giác Mạch để mở được tuyến đường dài hơn 1,2 km. Còn rất là nhiều hạng mục, còn rất là nhiều chương trình và kế hoạch của kênh vẫn còn phải triển khai rất là nhiều chương trình ở trên kia nữa. Tuy nhiên thì để kết thúc đợt 1 làm đường và triển khai các kế hoạch tiếp theo, thì hôm nay anh em mình cũng đã chuẩn bị một cái biển cắm ở đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái tâm sự của chính bà con ở đây, chính những người trực tiếp sinh sống và sinh hoạt ở đây, để thấu hiểu hơn nữa về cái sự khó khăn cũng như là cho đến thời điểm hiện tại thì có một cái gì đó thay đổi. Và cũng xin chia sẻ một chút là anh em Tam Giác Mạch thì có 3 thành viên, có em Trọng, Quyết và cả bản thân em Hiệp nữa. Thì trong quá trình quay phim cũng như là trong các cái video khác thì anh em cũng có những cái thiếu sót và chưa được gọi là chỉn chu cho lắm, thì cũng rất mong khán giả luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho anh em mình với những công việc thiện nguyện như thế này, để có thể kết nối được nhiều hơn, có thể đi xa hơn và làm được những cái điều tốt đẹp hơn nữa. Rồi, hiện tại thì anh em mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Giới thiệu với mọi người thì đây là anh công an viên, thì cũng đã lên hình với Tam Giác Mạch khá là nhiều rồi. Còn tất cả những thành viên này thì trong suốt quá trình làm đường đã quá quen thuộc với màn ảnh của tất cả mọi người rồi. Hôm nay là một ngày thông xe. Thông xe thì cũng đã thông xe được một hôm rồi. Hôm nay mới bắt đầu là hoàn thiện. Và anh em mình đang đứng ở khu vực đầu đường Lão Lùng này. Thì có lẽ là đúng ra hôm nay cái tấm băng đỏ này là thuộc về các mạnh thường quân đến để chia vui, và sẽ là những người gọi là kéo cái băng đỏ xuống để
hòa chung với cái niềm vui của bà con ở đây. Tuy nhiên thì do là có khoảng cách về địa lý cũng như là cái hoàn cảnh không cho phép, thì cũng xin chia sẻ cái niềm vui với tất cả mọi người thông qua cái đoạn video ngắn này. Và rất mong là nhận được cái sự ủng hộ của tất cả mọi người trong nhiều chương trình nữa. Có lẽ bây giờ ai sẽ là người chia sẻ cảm xúc đầu tiên đây? Là anh Lúa đi nhỉ? Đây, cảm ơn chị Dương và cả các mạnh thường quân. Trước tiên là tôi xin giới thiệu về mình tôi đó. Tôi là Sùng Nỏ Lúa, sinh năm 1987. Trước từ là ba đời nhé, từ trước đời của ông cụ với đời của bố nữa, của em là ba bốn đời rồi. Đến đời sống anh nữa. Vâng, sống ở đây bốn đời rồi. Bốn đời. Thì vâng. Thì năm nay rất là cảm ơn các mạnh thường quân và chị Dương, chú Hiệp nữa, các gia mạch đã có một cái tấm lòng vàng gửi tới Lao Kỉnh để mở rộng cái tuyến đường này, rất cảm ơn. Và đã, hôm nay là tuy nhiên thì không được đẹp, không được giải bê tông, nhưng xe có thể lưu thông đến tận nhà, tận chỗ trong vào trung tâm Lao Kỉnh rồi. Thì từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 7, tức là cách 3 tháng đông, anh em bà con Lao Kỉnh đã trời nắng, phơi nắng phơi mưa, nhưng đã cái giò nước Bắc với giò hôi coi như là hiện tại là không phải làm nữa. Bây giờ đang thông xe đến đấy từng không phải đấy từng nhà một, nhưng mà đấy vào trung tâm thôn Lao Kỉnh. Cảm ơn chị Dương và các mạnh thường quân luôn luôn đồng hành với kênh của Tam Giác Mạch. Cảm ơn các mạnh thường quân và chị Dương. Tính ra là bốn đời chưa bao giờ có ô tô đến với trung tâm trên kia. Và khi mà con đường được mở rộng ấy, thì chắc chắn sẽ có những cái thay đổi nhất định. Bởi vì điện, đường, trường, trạm là một trong bốn cái yếu tố mà nó tác động trực tiếp tới sự phát triển kinh tế của một vùng nào đó, của một hộ gia đình nào đó và của một cái địa phương nào đó. Hiện tại thì đường điện đối với Lão Kỉnh nói riêng và khu vực Lão Lùng ấy, thì các cái video trước Tam Giác Mạch cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Tất cả cái đường điện đều là bà con tự kéo và hiện tại đã xuống cấp rất là trầm trọng. Tiếp tục thì chúng ta sẽ lắng nghe những tâm sự của anh Hờ, đại diện cho công an viên ở khu vực Lão Lùng này. Vâng. Chào cô chú anh chị. Em tên là Giàng Mỹ Hờ, ở thôn Lão Lùng và làm công an viên hệ phụ trách anh em ở trên cả hai thôn này. Và hôm nay thì em có tham gia đại diện vào đây để giúp vợ anh em để hoàn thiện cái tuyến đường để trao tặng cho anh em vòng cao thôn Lão Lùng nói chung và thôn Lão Kỉnh nói riêng để tự quận. Thì hôm nay em gửi lời chúc để các cô chú anh chị Dương và những các mạnh thường quân có tấm lòng tốt để giúp những bà con ở trên vòng cao để mở rộng cái tuyến đường để hoàn thiện cho bà con thôn Lao Kỉnh để vận chuyển vật liệu đi đến tận thôn. Thì hôm nay cũng không có cái gì để là ơn, như là một người đại diện về quản lý thôn, thì em vẫn là gửi lời chúc sức khỏe cho chị Dương và các mạnh thường quân để ủng hộ kênh Tam Giác Mạch để sau này sẽ có đi đường xa hơn và sẽ có cái quan tâm giúp đỡ bà con ở trên vòng cao để đi hoàn thiện vào cuộc sống để anh cũng có được một cuộc sống như mong muốn, để không phải chịu khổ vất vả về cái vận chuyển vật liệu như là xe máy hay là ngựa đường đi lại nó khó khăn. Hôm nay chỉ có lời chúc sức khỏe để cho cô chú anh chị là không biết nói gì nhiều hơn để có cái sức khỏe dồi dào để sau này có cái quan tâm nhiều hơn đến kênh của Tam Giác Mạch để ông phụ sau này đi đâu thành công, đi đâu gặp may mắn vui vẻ. Anh em cảm ơn. Nói chung là anh em ở trong thôn này ấy, thì cũng phải chia sẻ là đây là những các anh đã đồng hành với Tam Giác Mạch nhiều và đã xuất hiện trên video nhiều và cũng đã có những cái buổi nói chuyện trực tiếp nhỏ hơn là ở trước máy quay. Tuy nhiên thì
Có lẽ là đến giây phút này thì hòa chung cái không khí là vui vẻ thì đều nói một lời cảm ơn chân thành mà nó được gọi là mượt mà, thì có lẽ là cũng hơi khó đúng không, vì nó xen lẫn những cái câu chuyện như chúng ta lắng nghe rồi thì là bốn đời trực tiếp anh em ở đây chia sẻ thì là ngày trước ấy thì hầu như là di chuyển bằng xe máy và rất là khó, còn bây giờ thì có thể là sau này các cháu đi học cũng đều có thể đi xe máy hoặc xe đạp nếu như đủ tuổi đi xe máy lưu thông bình thường. Còn ai muốn câu chuyện gì chia sẻ với khán giả không, bởi vì là có thể đây là những tập phim cuối cùng mình chia sẻ về con đường Lóng Kỉnh, còn những cái hạng mục khác ở trên kia thì sau này nó lại là một câu chuyện khác rồi. Mình có thể chia sẻ câu chuyện bình thường cuộc đời sống đấy đúng không, từ khi có đường thì có một cái điều gì đó thay đổi, hoặc là mình cảm thấy là đi lại thuận tiện hơn, rồi rất nhiều thứ thay đổi từ khi mà có con đường này mọc lên đó. Anh em có thể chia sẻ một cách rất là thẳng thắn và cởi mở để cho khán giả cũng như là tất cả mọi người cùng xem. Anh Say có điều gì muốn chia sẻ không? Mồ hôi toát hết rồi. Hôm nay là trời rất đẹp đấy. Chính xác lắm. Và em rất là cảm ơn em là giới thiệu bạn thêm là em tên là Sùng Mỹ Say, em đứa ở chung làm Lóng Kỉnh luôn. Bởi vì dân ở đấy em đứa chung làm Lóng Kỉnh. Trước kia là anh làm trưởng thôn nhỉ? Vâng. Xong là được một khóa rồi anh nghỉ đúng không? Em làm điểm sống nó. Anh chia sẻ một chút về thôn của mình cho các bác biết đi. Bởi vì là trong quá trình công tác thì mình cũng nắm được rất là nhiều. Và đặc biệt là cái khu vực Lóng Kỉnh của mình khó khăn như thế nào? Cảm ơn, bởi vì là được vào Lóng Lùng thì vẫn có được năm nay được 4 năm à. Năm nay là 5 năm à. Thì bây giờ chưa có cả khô một thu là có một tụ gọi là Lóng Kỉnh tụ một. Đấy là từ đầu đến giờ là vẫn có được, nhưng mà điện xe máy lên thôi. Bởi vì chưa có được ô tô lên đến tận nhà. Bởi vì là bà cô ở trong khô Lóng Kỉnh thì mong mỗi có con đường thì hôm nay là hoàn thiện là con đường, nhưng mà chưa có đường bê tông lên, nhưng mà có ô tô thì lên đến tận làm rồi. Nhưng bà con từ nay trở đi, bà con quản lý cái đường này thì bà con phải quản lý cho nó cẩn thận, hỏng thì sửa, mai kia hỏng thì sửa, cho nó ô tô lên được, chở vật liệu cắt vật liệu như xây nhà, xây chuồng bọc, xây em như một cái nhà vệ sinh bể nước. Thì xe lên đến tận nhà thì không vất vả như từ trước rồi. Thì rất là cảm ơn. Và rất là cảm ơn chị Dương với mình Thành Cưa, mình Thành Quân với cảm ơn ta Dốc Mạch. Rất là cảm ơn. Bởi vì là hôm nay có tiến được ô tô lên đến tận làm rồi. Rất là cảm ơn. Không bình thường gì. Là vận chuyển vật liệu ấy thì... Và như trước ấy, chuyển vật liệu. Vật liệu thì vấn đề ở đây như là một chuyến vật liệu là 4 khối, lên đến tận đây là 2,5 triệu. Như là mình thuê họ chuyển lên hơi là 1 cây số là vẫn 2,5 triệu. 2,5 triệu. Vâng. Tức nghĩa là một chuyến vật liệu lên đến đây là sẽ phải nhân đôi lên. Lý do tại sao mà bà con ở trên này chưa thể làm được nhà, bởi vì cái vật liệu khi mà chưa thông đường ấy thì đã bị đội lên gấp đôi rồi. Quý anh chị cứ tưởng tượng là một xe vật liệu nó rơi khoảng 2,5 triệu thì có thể đổ ngay tại khu vực này thôi. Sau đó là sẽ nhờ những chiếc xe như thế này thồ lên, và cái số tiền công phải bỏ ra là cũng bằng số tiền vật liệu. Thế nên những cái khó khăn của bà con từ khi có con đường này, cùng nhìn lại sự vất vả, những cái khó khăn và tất cả những sự đoàn kết của bà con thì chưa thấm vào đâu so với công sức của quý mạnh thường quân đã bỏ ra để gửi những đồng tiền về đồng hành với Tam Giác Mạch và san sẻ những cái sự khó khăn đấy đối với bà con. Thì đến thời điểm hiện tại cũng đã xong rồi, và cũng như Tam Giác Mạch nói đấy, thì đúng ra cái tấm vải đỏ này sẽ được chính tay Mạnh Thường Quân đã đồng hành để chia vui với bà con ở đây. Tuy nhiên thì hôm nay cái phần việc đấy sẽ dành cho anh Hờ với anh Lúa đi. Yeah. Bây giờ anh Hờ xong bên kia anh Lúa bên này. Vâng. Mình sẽ cùng xem là
có những cái thông tin gì mà Tam Giác Mạch muốn truyền tải và đến rồi. Anh hờ đứng bên này, đứng bên này. Nó tôi san đỏ này à, tôi san này chứ. Cẩn thận nữa lại xuống lão lùng nhá. Rồi bỏ nhờ, kéo đi nhờ. Vâng. Chú lỏ san kéo kéo được trước thôi. Chú lỏ san trước. Đấy. Rồi. Ok. Thật ra thì bây giờ là anh em hãy có tuyến đường lên thôn rồi, hay có cái gì khó khăn thì đỡ hơn một tí. Chỉ Dương và các vị phương vâng. Và Tam Giác Mạch. Đấy. Thật ra những cái thông tin ở con đường này thì Tam Giác Mạch muốn lưu giữ lại một chút kỷ niệm cũng như là một cái minh chứng cho cái việc làm trên kênh Tam Giác Mạch. Thì Tam Giác Mạch có ghi là con đường Láo Kỉnh, đơn vị tài trợ là chị Dương và các mạnh thường quân khác đồng hành cùng kênh YouTube Tam Giác Mạch. Với tổng chiều dài của con đường thì hơn 1,2 cây, tuy nhiên anh em mình lấy số chẵn là 1,2 km. Chiều rộng mặt đường thì từ đầu cho đến đỉnh làng, khu vực quay đầu xe là rộng 3,5 m. Anh em mình khởi công đúng ngày 30 tháng 3 năm 2021 và đến hôm nay là 20 tháng 7 2021 thì đã thông xe rồi. Không biết nói gì hơn, gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới quý mạnh thường quân. Và những cái video liên quan đến tài chính rồi là chi tiêu thì Tam Giác Mạch sẽ xin phép được công bố ở những cái video sau. Và xin được bật mí với khán giả một chút thôi, thì con đường này đối với bản thân chị Dương đã tài trợ thông qua kênh Tam Giác Mạch là hơn 220 triệu đồng rồi. Thế nên là xin phép tất cả mọi người là Tam Giác Mạch được đề tên chị Dương ở trước, sau đó là cùng các mạnh thường quân khác, và Tam Giác Mạch là người kết nối và cũng là người anh em trong team, là người đồng hành cùng bà con chính thức là bắt tay vào và thực hiện cùng với bà con ở con đường này, mở rộng con đường này. Những cái khó khăn ban đầu là anh em mình dùng cái máy khoan tay ấy, cái khoan mà anh Lúa đi sửa ấy, là rất là khó khăn. Với tất cả những cái sự góp ý, những cái lời trao đổi, những lời động viên thì sau đó thông qua những cái video khác thì chị Dương cũng thấy được những cái sự cần thiết nhất định, và từ đó là anh em mới bắt đầu có nhận được sự tài trợ về một bộ máy khoan hơi. Sau đó thì công việc đã được hỗ trợ rất là nhiều về mặt sức lực, và từ đó thì con đường được đẩy nhanh tiến độ hơn. Và cho đến giai đoạn thứ hai, cái khi mà cái bức tường đá đã được khơi thông rồi, thì đến giai đoạn thứ hai là anh em mình mới lên phương án thấu hiểu cái sự vất vả của bà con, cũng như là thời tiết rất là khắc nghiệt, nắng mưa rất là thất thường, thì Tam Giác Mạch cũng bàn với bà con và nhờ đó mới có sự đồng hành tiếp theo của chị Dương để làm sao thuê được máy phá đá lên, và sau đó là đã rút ngắn được cái quỹ thời gian. Nếu như mà mình không dùng máy xúc ấy, thì có thể là đến thời điểm hiện tại chưa thông xe đâu, thậm chí là hết tháng 7 mới thông xe được. Đó, thế nên là tiếp tục lại nhận được một sự đồng hành của chị Dương nữa, một cái tình cảm rất là lớn đến từ nước ngoài. Và trong vòng một tuần thì cái giai đoạn thứ hai, bức tường đá đơn giản hơn đã được khơi thông, và cho đến thời điểm hiện tại thì đã lên với trên đỉnh của Láo Kỉnh rồi. Về tất cả các phần đường đất đấy thì bà con tự mở rộng, cho nên là cũng tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Và tiếp nữa lại là một cái kế hoạch của kênh, cũng thông qua video này chia sẻ với chính mấy anh em ở đây. Hôm nay thì không thể mời hết tất cả bà con ở trên Láo Kỉnh bởi vì rất là bận. Có những hộ là đi hộ gia đình của cháu Say bên kênh của bạn Huân Trương ấy, đang làm nền nhà. Rồi là có những hộ gia đình thì đi làm công việc riêng, lấy cỏ, rồi là đi vun ngô, rồi đi thu ngô. Tất tật tất cả liên quan đến nhà nông thì sẽ rất là... Đi chú! Thì rất là vất vả. Và có chỉ có gặp mấy anh em ở đây để hoàn thiện cái tấm biển như thế này. Và cái kế hoạch tiếp theo của kênh ấy, đôi lần rồi là anh em mình sẽ nắng ráo thì ô tô sẽ lên được, thì mình sẽ trước tiên là mình đi xây cái bể nước đã, bể cấp nước và bể dự trữ nước
trữ nước thì xây ở ngay trên khu vực nhà của anh Say rồi. Anh Say sẽ hiến đất để xây một cái bể chứa khổng lồ đủ để cung cấp nước sinh hoạt cho 25 hộ. Và sau đó sẽ là bắt đầu xây nền, láng nền sạch sẽ để tiếp tục là trao tặng tận tay bà con Lóc Kỉnh mỗi hộ một tét nước. Tam Giác Mạch cũng đang hỏi giá ở bên nhà máy xem là một cái tét nước một khối nó là cụ thể là chính xác là bao nhiêu thì mới lên phương án được. Thì tất cả những cái sự hỗ trợ này chị Dương cũng đã đều gửi tiền và chỉ chờ để triển khai thôi. Trong thời gian tới thì hy vọng rằng là cái dịch Covid nó sẽ ổn hơn để cuộc sống của tất cả mọi người đều được quay trở lại bình thường và những công việc thiện nguyện của anh em mình cũng sẽ được trôi chảy và làm sao nhanh nhất tới tay bà con đưa vào sử dụng. Còn bây giờ thì có lẽ là anh em mình sẽ cùng nhau một đoàn xe để đi lên với Lóc Kỉnh chia sẻ với quý cô anh chị mặt đường. Tuy nhiên thì thời tiết hiện tại nó cũng hơi xấu bởi vì là sương mù rồi, hôm qua mưa nữa thì con đường di chuyển hơi khó. Tuy nhiên anh em mình sẽ cố gắng làm sao truyền tải thực tế nhất mặt đường cũng như là tình trạng con đường lên với trên kia xem như thế nào. Bây giờ thì mời tất cả mọi người với Tam Giác Mạch lên với trên đỉnh Lóc Kỉnh.
con ô tô. Mình đủ chơi bò, mình chơi đủ nhiệm vụ. Rộng như này thì sau khi mà chở vật liệu lên thì có thể đổ ở đây. Hiện tại là thuận lợi nhất là đối với nhà này, đúng không? Lớn nhất là nhà này. Cảnh đường trước. Bởi vì bến xe đây gọi là bến xe ngay trước mặt nhà luôn. Bến xe là ngay trước. Thứ hai là nhà của anh Nọt Tính. Là sướng xa nhưng mà nhà say, nhà của anh say sướng, nhà lại sướng. Trên khu vực đỉnh ấy, chỗ nhà em mỉ cụt tay ấy là có 4 hộ nữa nhỉ. Là đường đi còn rất là khó khăn. Vừa rồi thì anh em mình cũng vừa chia sẻ cho tất cả khán giả cũng như là quý mạnh thường quân được thấy thực tế con đường di chuyển. Với những ngày mưa thì có lẽ là nó sẽ còn khó một chút. Tuy nhiên thì đối với những ngày nắng thì xe lên đây vun vút luôn rồi. Khu vực anh em mình đang đứng hiện tại này thì phải nói là rất là rộng. Anh máy xúc cũng đã cùng với bà con thiết kế rất là rộng cho đến thuận lợi khi mà vật liệu được chuyển lên đây ấy, thì có thể trước mắt chưa vận chuyển được từng ngõ ngách từng nhà thì sẽ có thể là đổ tạm thời ở đây, sau đó là sẽ san sẻ bằng những cái xe máy thô sơ khác. Và tất nhiên rồi, sẽ rất thuận lợi trong những cái kế hoạch tiếp theo của anh em Tam Giác Mạch là vận chuyển vật liệu lên đây và san sẻ cho từng nhà để thiết kế cái nền làm sao sạch sẽ cũng như là chắc chắn để chuẩn bị đón những cái các nước về bản. Và như vậy thôi, có lẽ là anh em mình cũng xin phép kết thúc cái video này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong video tiếp theo. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, khán giả, các bác đã luôn luôn góp ý, có những cái sự động viên, có những cái góp ý kịp thời để làm sao anh em mình làm được hiệu quả nhất cũng như là công việc được trôi chảy nhất. Xin cảm ơn.